YouTube Lãnh Đề Samsung nha. Hôm nay review đó anh em một dòng A cao cấp nha. Con này mới ra nha, A52s 5G nha anh em. Sản phẩm này thì mới vừa thu của máy của khách đổi lên nha. Con này là hàng chính hãng Việt Nam luôn nha anh em. Bên mình là thường là máy chính hãng Việt Nam mà chỉ có thu lại thôi. Đây, còn thời hạn bảo hành tới 25 tháng 1 2023. Thông số nó đây, A52s 5G nha, 2 SIM. Con này update Android mới nhất luôn nha, 12 nè, 4.1 luôn nè. Dòng này thì màn hình to nha, viên pin là cao nha anh em. Những con này là pin nó tới 4.500 lần nha. Màn hình 120Hz luôn nha, giống như một máy cao cấp luôn. Đây, màn hình là 120Hz luôn. Đặc biệt là camera cũng cực kỳ cao cấp luôn, camera rõ lắm. Đó, dòng này thì mới vừa thu của khách đổi lên đời luôn. Đây, cụm cam nhìn cực kỳ chất lượng nha. Máy ngoại hình còn khá là đẹp, viền hơi cũ cũ một xíu thôi. Nói chung là còn bảo hành là tới năm 2023 lận. Con này thì cấu hình là sơ qua là chip Snapdragon luôn nha anh em. Đây, 128GB RAM 8GB nha. Dòng này là hỗ trợ vân tay trong màn hình luôn nha. Đây nè, vân tay bấm cho anh em coi luôn. Đây, vân tay nằm trong màn hình nha anh em. Đó, dòng cao cấp nữa. Đó, vân tay nằm trong màn hình, màn sáng đẹp. Độ phân giải là Full HD nha. Tấm nền là Super AMOLED Dynamic luôn. Camera trong màn hình luôn nha. Con này đang bán với giá là 4 triệu nha anh em. 4 triệu sở hữu dòng A cao cấp, có 5G đầy đủ hết, máy đời mới luôn, còn update được hỗ trợ mấy đời. Đó, anh em nào muốn thu đổi, muốn lên đời, ok, cứ liên hệ Lãnh Địa Samsung nha. Có thu đổi cũ lên đời, anh em nào muốn tìm nhiều hàng rẻ chất lượng nữa, đăng ký kênh mình Lãnh Địa Samsung. Cảm ơn anh em quan tâm.